tại kỳ họp thứ 34 xem xét đề nghị của Ban Thường vụ Đảng Bộ khỏi các cơ quan trung ương về thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy, ông Lưu Bình Nhưỡng, nguyên phó trưởng ban dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đã suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, vi phạm quy định của đảng, pháp luật của nhà nước, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Vi phạm luật bảo vệ bí mật nhà nước, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan nhà nước. Căn cứ quy định của đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng đối với ông Lưu Bình Nhưỡng. Trước đó, ngày 14 tháng 11, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét nơi ở nơi làm việc đối với ông lưu bình nhưỡng để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản